Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo, có quên lên full của nó cập nhật nha. Đó, bao êm bao bền cho anh em. Chạy chào anh em Future LED 125 nha. Giới thiệu với anh em có quên thay bộ tăng cam nhật nha. À, cái dòng Future LED Future 125 hay bị bể tăng cam nha. Em sẽ review clip này đầy đủ để cho anh em tham khảo luôn. Thì bên em thì chuyên lên bộ tăng cam nhật nha, rất là bền cho anh em ha. Rồi, em sẽ đi sơ qua phần cái bộ cũ để cho anh em tham khảo luôn. Cái bộ cũ của chủ xe thì anh em thấy không? Chạy là bị bể hết răng nè, nó không còn cái răng hết nha. Đó. À, chạy mòn nữa là luôn thời sắt nha. Đó, cái phần ống sáo bị mòn, ống sáo này ha. Đó, bánh đỡ thì bị mòn chai, nó còn chạy gọn một xíu bên ha. Đó, bánh đỡ cũng mòn nè. Đó, mòn chai nha, cứng á. Đó, anh em bấm không có cái độ êm như là bánh mới nha. Còn sinh cam thì bị giãn nha. Đó, bên em thì chuyên là đi full bộ tăng cam nhật luôn. Và em dùng là sinh cam DD Thái nha. Rồi, em sẽ quay cho anh em tham khảo nha. À, em đi đầy đủ vô chủ xe luôn nha. Đầy đủ không ha? Phần cả combo full bộ luôn. À, gồm có là phần bánh đỡ nhật ha, cần tăng nhật chủ xe, nguyên bộ cần tăng bánh tăng nhật chủ xe nha. Đó, em đi là đồ nhật cho anh em cho bền nha. À, full là bánh đỡ nè, ha, ống sáo nè, đó full đồ xịn của Nhật hết nha. Riêng cái phần của sinh cam thì em dùng sinh cam DD Thái nha, rất là bền ha. Đó, hàng DD Thái là nhất đất rồi. Đó, anh em Future 125 mà bị tình trạng mà máy kêu cần tăng bị hư thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em thì có full combo cần tăng cam nhật nha. Anh em muốn làm lẻ có luôn nha, chứ không phải là mình làm combo không. Còn nếu có điều kiện thì anh em lên full combo luôn, bao bền cho anh em ha. Rồi, em cảm ơn anh em Future 125 rất nhiều nha. Anh em có nhu cầu sửa xe chơi Tết thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam. Rồi, em chào anh em. Anh em Future LED 125 đang trong quá trình em thay bộ tăng cam nhật ha. Em quay lại cho anh em tham khảo luôn. Thì đầu tiên thì bên em sẽ tháo hết ra luôn nha. Tháo phần tăng cam, bánh tăng, bánh lồng, ống sáo này kia cho anh em luôn. Rồi, đang gắn cái phần bên vô lăng ha. Đó thì em gắn nó xong xuôi. Và đặc biệt bên em làm thì có nhận theo yêu cầu anh ha. Em chỉ cần tháo miếng nhỏ đây là thay được rồi. Không cần phải là tháo banh cái máy anh ha. Nhiều khi anh em mua máy xe về sót xe nha. Rồi, nguyên combo là em thay nguyên bộ nè. Quay cái phần cũ cho anh em coi nè. Gồm có bánh lồng cũ của xe bị bể răng ha. Đó, xin cam cũ của xe nè, bị giãn nè ha. Bánh lồng của xe nè, bánh đỡ xe, ống sáng nè. Đó, anh thay là thay full combo ha. Thì em dùng lại cho chủ xe combo là full bộ tăng cam nhật nha. Và dùng xin cam nhật và sản xuất tại Thái Lan nha. Đó, DD Thái á. Rồi. Đó, thì em gắn là phần cái mâm lửa là xong xuôi rồi nha. Giờ thành mắng cái nắp tròn nữa xong. Thì chủ xe này yêu cầu em là thay nhớt luôn. Đó, thì em đang trong quá trình làm thay nhớt bên kia luôn ha. Thì anh em mà muốn làm nồi thay tăng cam, làm máy thì ghé bên em thì chuyên cái dòng Future LED này rất nhiều rồi ha. Full LED, Full 125, Full Neo ha. Đó, thì hiện tại đang là nhận làm xe chơi Tết nha. Anh em tranh thủ qua sớm làm thông sớm cho. Bên em thì có đầy đủ phục tùng linh kiện của Thái và của Nhật để dành cho dòng Full LED chạy rất bền và êm nha. Rồi, chào anh em. Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo, có quên lên full của nó cập nhật nha. Đó, bao êm bao bền cho anh em. Chạy nhẹ xe hơn cho anh em ha. Tại vì cái phần cái cạn ủ nó bị chập ở phần tăng cam nha. Đó, em thay lại full combo nguyên bộ của Nhật luôn. Đó, combo này gồm có đầy đủ ha. Cần tăng bánh tăng Nhật nè, bánh lồng Nhật, bánh đỡ Nhật ha, xin cam D Thái, ống sáo Nhật chủ xe. Đó, combo tăng cam bên em ha, làm là bao êm mạnh cho anh em luôn. Đó, xe khác biệt lúc nãy luôn ha. Đó, phải chạy không nổi bây giờ em làm lại là full bộ nha. À, xe này em có thay nhớt mới lấy chủ xe luôn nha. Đó, và có nhận làm cho anh em full bộ nồi Thái để cho anh em chạy đi chơi Tết luôn. Đó, anh em muốn làm nồi Thái tăng nhập thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em là chuyên làm cái dòng Full 125 Full LED nha, êm mạnh bền cho anh em ha. Đó, làm xong bên em sẽ có hóa đơn phiếu hành đầy đủ cho anh em để cho anh em chạy đi chơi Tết nha. Rồi, cảm ơn trai Full Chờ.